Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính có trong ngày hôm nay. Ten Hag đã xác định ba cầu thủ quan trọng nhất của MU. Ten Hag quyết làm điều đặc biệt ở phiên chợ đông. MU muốn sách và Vlahovic thay thế Ronaldo. Và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU muốn sách cô và Vlahovic thay thế Ronaldo. Theo Manchester Evening News, tiết lộ hai mục tiêu hàng đầu mà nhà cầm quân người Hà Lan muốn bổ sung cho hàng công của mình là Benjamin Seko và Dusan Vlahovic. Cả hai cái tên kể trên đều đang chơi rất hay từ đầu mùa giải cho tới nay. Trong khi Seko đang khiến cả châu Âu phải mê mẩn với biệt danh Hà Lan 2.0, thì Vlahovic lại là điểm sáng hiếm hoi trong bức tranh u tối ở Juventus. Về phần cầu thủ hiện đang khoác áo xa bắc, đây là một sự lựa chọn dễ dàng hơn cho MU lý do là bởi benjamin setko chỉ được định giá khoảng 20 triệu euro ngoài ra sức hút của quỷ đỏ là đủ lớn để lôi kéo setko rời nước áo để gia nhập sân oceanford chính vì vậy mà mu tỏ ra cực kỳ tự tin trong thương vụ này đối với vlahovic thì mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn hiện tại ronaldo gần như chắc chắn sẽ rời oceanford và việc tìm người thay thế là rất quan trọng thế nhưng cả setko và vlahovic đều có thừa tiềm năng để khóa lớp vị trí của siêu sao người bù trong hệ thống chiến thuật của ông eric Ten Hag. tuy nhiên với việc tiền tới đã chi quá nhiều tiền ở phiên chợ hè vừa qua thì nhiều khả năng MU sẽ không thể sắm một lúc bộ đôi tiền đạo đang khiến cả châu Âu thèm muốn này. Thế nhưng, một phương án mua cầu thủ có giá rẻ hơn là Setco ở ngay mùa đông năm nay, sau đó mới tiến tới thương vụ siêu băm tấn Dusan Vlahovic ở phiên chợ hè. Ten Hag quyết làm điều đặc biệt ở phiên chợ đông Eric Ten Hag được cho rất thất vọng vì không được lãnh đạo MU duyệt mua sắm trong tháng riêng, trong đó có các mục tiêu đề doang và Cody theo nguồn tin từ The Atlantic, Eric Ten Hag đang có những bất đồng với ban lãnh đạo MU, bao gồm chủ sở hữu Joe Glazer, giám đốc điều hành Tê Chác Agno và giám đốc bóng đá John Mùa tóc. Trong khi Ten Hag muốn đem về một số tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, thì ban lãnh đạo MU lại chỉ muốn dồn toàn lực cho phiên chợ hè. Thực tế, MU đã chi ra hơn 200 triệu bảng để đem về 6 bản hợp đồng mới ở mùa hè năm nay. Con số này được cho là tăng gần gấp đôi so với ngân sách chuyển nhượng ban đầu, ban lãnh đạo MU đã chiều lòng Ten Hag hết mức có thể khi cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà chiến lược gia người Hà Lan mong muốn. Dù vậy, Ten Hag cho rằng đội hình vẫn cần được nâng cấp thêm nữa để có sức cạnh tranh danh hiệu. Nhà cầm quân trẻ tuổi sẽ sử dụng thời gian nghỉ thi đấu kéo dài của ngoài hạng Anh để đánh giá về những cầu thủ hiện tại, đồng thời nghiên cứu những tân minh có thể cập bến sân Old Trafford. Phiên chợ đông nổi tiếng là khoảng thời gian khó mua sắm khi các đội bóng thường không chấp nhận nhà người. Khả năng thành công của các bản hợp đồng mùa đông cũng bị nghi ngờ chưa kể mức phí mà các ban lãnh đạo đưa ra cũng không hề rẻ. Vì vậy, cơ hội để Ten Hag tăng cường đội hình là không cao. Ten Hag trước hết phải thuyết phục ban lãnh đạo MU đồng ý phá kết, dù chỉ là số tiền không quá lớn. Một cách khác, thuyền trưởng MU có thể tống khứ nốt những cái tên không nằm trong kế hoạch như Fijon, Toan CB, Braden William hay Wan Bissaka để tăng ngân sách chuyển nhượng. Dalot lên tiếng về khả năng rời MU. Điều cô trở thành cầu thủ quan trọng dưới thời Eric Ten Hag. Tuy nhiên, hợp đồng của Dalot sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023, dù MU có quyền tự chọn gia hạn thêm một năm. Nguồn tin từ ESPN khẳng định MU quyết tâm giữ chân Dalot, tuy nhiên khả năng để MU đạt được thỏa thuận mới trở nên khó đoán. Cụ thể, Dalot chia sẻ, tôi không nghĩ đây là lúc để suy nghĩ về tình hình hợp đồng với MU. Chúng tôi đang trong quá trình cải thiện lối chơi qua từng ngày, tôi thích khoác áo MU và tôi luôn cố gắng thể hiện. Tôi hạnh phúc ở đây, đó là điều quan trọng nhất, có khả năng quỷ đỏ sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn với Dalot thêm một năm trước khi tính đến chuyện lâu dài. Chelsea, Liverpool gây trở ngại cho MU vụ đề dòng Theo tiết lộ từ ESPN, Chelsea và Liverpool đã sớm tiến hành liên hệ với người đại diện của đề dòng nhằm mục đích chiêu mộ tiền vệ người Hà Lan ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Đáng chú ý, nguồn tin này khẳng định cả hai ông lớn đến từ ngoại hạng Anh đều đã nhận được phản hồi rằng thương vụ này có thể được thực hiện ở phiên chợ đông như vậy không dễ để MU có được đề dòng trong thời gian tới bất chấp cầu thủ này cũng muốn che tay Bắc xa. Ba hình mẫu cho MU của Eric Ten Hag MU chưa thể lọt vào top 4 sau thất bại trước Aston Villa vào cuối tuần rồi. Mặc cho điều đó, Rio Ferdinand vẫn đặt niềm tin vào sự phát triển của MU dưới thời Eric Ten Hag. Cựu danh thủ bóng đá Anh lấy Arsenal, Man City và Liverpool làm hình mẫu để nhận định về tương lai của MU. Cụ thể trên chương trình podcast của mình, Ferdinand chia sẻ Quá trình mà đội bóng tạo ra cùng huấn luyện viên từ mặt chiến thuật và các đội đang chơi làm tôi cảm thấy ổn. Vâng, chúng tôi đã thua trước Aston Villa. Tuy nhiên về tương lai dài hạn, bạn phải tin tưởng vào quá trình và tôi đã nói về điều này vào ngày hôm trước. Arsenal đã có một dự án và ý tưởng về cách họ muốn mọi thứ diễn ra, nhưng sau khi tìm thấy Ateta và nhóm hỗ trợ phù hợp xung quanh anh ấy, họ hiểu rằng sẽ có những trở ngại trong kế hoạch, sẽ có những thời điểm đi chảy hướng khi truyền thông và những lời giảm pha xuất hiện bên ngoài Vấn đề sau đó là liệu họ có đủ mạnh mẽ và tin tưởng vào dự án để người đó gắn bó hay không. Arsenal đã làm được và họ đang đứng đầu, đó là một chuẩn mực tốt cho phong cách tiếp cận ở chiến lược này. Bạn nhìn vào Pep trong năm đầu tiên tại Man City, đó là năm duy nhất trong cả sự nghiệp huấn luyện viên mà ông ấy không giành được danh hiệu, nhưng Man City vẫn kiên nhẫn điều tương tự với Jurgen Klopp, mất bao lâu để Klopp giành được mọi thứ? Ten Hag đã xác định ba cầu thủ quan trọng nhất của MU: Lisandro Martinez, sẽ không quá khi nói rằng Martinez đã thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng phòng ngự của MU. Không một trung vệ nào khác tại Old Trafford có thể so sánh với Martinez về sự sông sáo máu lửa. Hơn hết, ngôi sao người Argentina còn sở hữu khả năng chuyển bóng đầy ấn tượng. Anh đóng một vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng lối chơi, đồng thời còn có thể gây đột biến với những đường truyền xuyên qua các tuyến hay hướng vào khoảng trống của đối phương. Phòng ngự chắc chắn và có thể giúp xây dựng lối chơi từ tuyến dưới dễ hiểu vì sao Martinez đã có mặt trong toàn bộ các trận đấu của MU trên mọi đấu trường mùa này. Diogo Dalot dưới sự dẫn dắt của Erik Ten Hag có thể nói Dalot đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất trong sự nghiệp với khả năng chơi như một hậu vệ cánh hiện đại di chuyển vào trung lộ để đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ khi MU triển khai bóng. kèm theo đó là khả năng hỗ trợ tấn công đã được cải thiện. ngôi sao người Bồ Đào Nha đang được đánh giá như nhân tố quan trọng bậc nhất của quỷ đỏ hiện tại. Bên cạnh đó không khó để nhận thấy Dalot cũng đã khắc phục những điểm yếu trong khâu phòng ngự, nên anh có thể khiến Wan Bisaka phải tâm phục khẩu phục và ngồi trên băng ghế dự bị. Tính đến nay, Dalot cũng là một trong những số những ít cầu thủ được đá chính trong những trận đấu của MU kể từ đầu mùa, đủ để thấy tầm ảnh hưởng mà hậu vệ người Bồ Đào Nha có được đối với lối chơi của Quỷ Đỏ hiện tại. Christian Eriksen Tương tự Dalot, Eriksen cũng góp mặt trong đội hình xuất phát của MU ở toàn bộ trận đấu kể từ đầu mùa. Mà thực tế, có lẽ là Ten Hag cũng chẳng dám để tiền vệ người Đan Mạch nghỉ ngơi vào lúc này. Vì anh là nhân tố duy nhất trong tuyến giữa đủ sức giúp MU điều tiết và tổ chức lối chơi. Sau màn ra mắt đáng quên khi bất ngờ được chơi ở vị trí tiền đạo ảo, Eriksen đã được bố trí thi đấu thấp hơn trong hàng tiền vệ. Và kể từ đó thì anh đã không ngừng tỏa sáng. Có thể nói, cổ động viên MU luôn yên tâm mỗi khi bóng rơi vào chân Eriksen vì anh biết cách xử lý tốt nhất quả bóng để quỷ đỏ triển khai thế trận và chỉ cần một đường truyền đến từ Ericsson thì nhiệt độ trận đấu đã có thể được thay đổi hoàn toàn. Dù vậy Ten Hag vẫn cần phải sớm tìm ra người chia lửa với Ericsson, vì hiện nhiên là anh không thể liên tục đá chính trong cả mùa giải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.